Trong tập 1 The Speaking Tutor, các người đẹp Miss Universe Việt Nam 2024 đã tiếp cận với nhiều thông tin thú vị, bổ ích đến từ host Dược Sĩ Tiến và Tutor Lưu Hà Trinh để có thể xây dựng và hiểu rõ hình ảnh, thông điệp của bản thân khi đến với cuộc thi năm nay. Đối với người đẹp tham dự đấu trường sắc đẹp, đây là điều vô cùng cần thiết để gây ấn tượng với ban giám khảo và công chúng. Khi trò chuyện với chính mình, bạn sẽ có cơ hội tự hiểu bản thân, nhận diện cảm xúc, suy nghĩ và động cơ của mình, giải tỏa stress, nói chuyện với bản thân giúp giảm căng thẳng và lo âu, ra quyết định, suy nghĩ kỹ về các lựa chọn và giải pháp, lập kế hoạch, xác định mục tiêu và cách thực hiện chúng, khám phá ý tưởng, khơi dậy sáng tạo và tư duy phản biện. Đây là phương pháp tốt để mỗi người tự kết nối với chính mình, từ đó có thể vạch ra chiến lược phát triển bản thân. Tập 2 The Speaking Tutor, top người đẹp xuất sắc nhất Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ tiếp tục đến với bài kiểm tra kiến thức toàn diện đến từ nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến. Bên cạnh đó, ca nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và MC Tuyền Tăng sẽ mang đến những bài học thú vị để có thể cải thiện giọng nói và cải thiện kỹ năng diễn đạt. Muốn giải quyết một câu hỏi, mỗi người đẹp tham gia các đấu trường sắc đẹp cần có nền tảng kiến thức nền vững chắc. Thông qua 100 câu hỏi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi tiếng Anh, 80 câu hỏi nền tảng ở 8 lĩnh vực khác nhau của đời sống, các người đẹp Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ được kiểm tra kiến thức nền. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp hiệu quả để các bạn có thể tiếp cận với nhiều thông tin kiến thức của nhiều lĩnh vực. 3, 2, 1, hết giờ. Cảm ơn tất cả các bạn. Thực ra là với bài test 100 câu hỏi trắc nghiệm này, nó bao gồm là 20 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh và 80 câu hỏi trắc nghiệm 10 câu ở mỗi lĩnh vực, mà chúng ta có 8 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, vân vân. Các câu hỏi này nó sẽ được thể hiện ở các mức độ khó khác nhau, có những câu rất khó và có những câu rất dễ, và chỉ là những định nghĩa cơ bản thôi. Thì mục đích là anh chỉ muốn test xem là các bạn đang có kiến thức ở lĩnh vực nào tốt và những lĩnh vực nào còn yếu, để từ đó thì cái hệ thống mình sẽ xây dựng lại những cái câu hỏi trắc nghiệm này cũng như bộ đề này để cho các bạn tham khảo, làm một cái tài liệu để các bạn sơ bộ biết là để đi thi một cái cuộc thi hoa hậu, các bạn sẽ cần phải biết những kiến thức căn bản ở các lĩnh vực đó là như thế nào. Thì anh hy vọng là với cái kết quả mà ngày hôm nay các bạn làm được thông qua cái bài test trắc nghiệm này, thì hệ thống sẽ có thể cho các bạn một cái kết quả đánh giá, và bản thân tụi anh cũng sẽ lấy đó làm đề cương để cho những bạn nào còn yếu những kiến thức ở lĩnh vực nào, thì các bạn sẽ có những cái lĩnh vực kiến thức mà các bạn ôn tập để sao cho phần bán kết và chung kết các bạn sẽ có những phần trả lời ứng xử tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái phần kiểm tra đây và đi vào các lớp học tiếp theo. Giọng nói và cách sử dụng giọng nói là những kỹ năng quan trọng trong hành trình truyền cảm hứng của mỗi người. Đây là sợi dây liên kết cảm xúc cực mạnh giữa người truyền đạt và người nhận thông tin. Để có một giọng nói đẹp, cách sử dụng giọng nói thuần thục, mỗi người cần thời gian khổ luyện. Hãy cùng đến với lớp học về giọng nói của Guru Nguyễn Trần Trung Quân để có thể hiểu được những kỹ thuật, bài tập hàng ngày để cải thiện giọng nói và cách sử dụng giọng nói ngay từ hôm nay. Chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Trần Trung Quân và ngày hôm nay mình rất là vui vì được đồng hành cùng với tất cả những người đẹp Quân ở đây trong một cái lớp học rất là đặc biệt, kỹ năng về giọng nói, và mong rằng là Nguyễn Trần Trung Quân sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những trải nghiệm và cũng giúp đỡ các bạn có được một giọng nói thật là tốt và tỏa sáng trên hành trình Miss Universe Việt Nam 2024. Và ngày hôm nay đến đây, Nguyễn Trần Trung Quân sẽ có một món quà vô cùng là đặc biệt, sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trên hành trình cải thiện giọng nói của mình. Xin mời! Các em mường tượng gì khi mà nhìn thấy cái món quà được trên tay? Em nghĩ đây là một cái bình để mình thổi cái bong bóng, trái banh này nó bay lên, mình luyện tập giọng nói của mình. Bạn nào khác không? Một trong những cái tác dụng lớn nhất của nó chính là để làm mình nở phổi ra, cái cột hơi nó được dài hơn ạ. Ở đây có 3 viên, viên cuối cùng nó sẽ là viên nặng nhất. Và cái viên nặng nhất này sẽ thử xem là giọng có cao hay không.
đây là một cái cơ, nó không phải là một cái gì đấy liên quan đến kỹ thuật, thì làm sao mà mình có thể là test được về cái độ gọi là decibel này hay là những cái liên quan đến âm học. Cái này hoàn toàn nó là cơ, nó hoàn toàn liên quan đến hơi thở. Cái này nếu mà đơn giản nó chỉ là cái thổi thôi thì Quân nghĩ rằng là các bạn cấp 1, cấp 2 hoàn toàn còn có thể làm giỏi hơn chúng mình. Không phải là thổi vào, cái này nó sẽ là hít để chúng ta đo được cái dung tích phổi của chúng ta, hơi thở của chúng ta khi đi vào trong có sâu hay không. Với 3 mức độ 600, 900 và 1200, khi hít vào làm thế nào để cho 3 trái bóng này có thể bay lên được, nó cần kỹ năng rất nhiều. Bây giờ Quân sẽ thử trước nhá. Các bạn sẽ biết được luôn là khi lấy hơi ngực có thể đưa được 3 cái quả bóng này nó bay lên được không. Lấy hơi ngực nhá, các bạn nhìn nhá, nó rất nông này. Gần như chỉ có một quả đầu tiên đi lên. Và bây giờ lấy hơi bụng này. Các bạn lấy hơi bằng bụng, cái dung tích phổi của các bạn sẽ lấy được nhiều hơi thở nhất. Từng bạn một làm, em đầu tiên nào. Rồi, được 2 quả là cũng rất tốt rồi đó. Nhưng mà bây giờ nhá, thử một lần nhá. Ngực không làm việc, bụng thôi. 2, vào. Nào, đấy là ngực rồi, đừng nhầm lẫn. Đừng nhầm lẫn giữa việc cảm giác lấy hơi ngực và lấy hơi bụng. Nào, ngực không làm việc, bụng thôi. 2, 3. Cân nước, thấy không? Cái quả bóng thứ 3 này nó bắt đầu có sự di chuyển rồi đó. Nào, bạn nào tự tin là bằng một hơi mà chúng ta có thể lấy được 3 quả lên. Rồi, em đứng dậy này, em thử nào. Rồi, tự tin chưa? Từ từ nhá, không lấy hơi bằng ngực, lấy bằng bụng, hoàn toàn lấy bằng bụng nhá. Ngực không làm việc, rồi nhìn thẳng. Nào, 2, vào. Tốt. Đó, các bạn thấy không ạ? Đấy là sự chính xác về phần lấy hơi. Cái máy này nó sẽ khiến cho các bạn thấy rằng là nếu mà khi mà 3 cái quả này nó đi lên như vậy thì chứng tỏ là hơi thở của các bạn đã cắm rất là sâu. Nó không phải là thổi vào để 3 quả đi lên, mà là mình hít, hít hơi, nó đo dung tích phổi của các bạn. Làm thế nào để đến buổi cuối cùng tất cả các bạn phải có thể thổi được 3 quả bóng này đi lên, thì lúc đấy là làn hơi của các bạn mới thực sự là gì ạ? Chắc chắn và dày dặn. Tất cả mọi người phải lấy hơi được bằng bụng, không lấy hơi bằng ngực nữa. Đây chính là một cái phần quà của Trần Trung Quân dành tặng cho các bạn trong buổi học đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần luyện thanh cho giọng nói của mình. Làm sao đấy để lúc nào cũng có được một cái giọng nói tốt. Để có thể nói được một giọng nói tốt, điều đầu tiên là các bạn phải nên nhớ, chúng ta có 5 nguyên âm cơ bản A, E, I, O, U. Chúng ta sẽ tập từng âm một, và chúng ta sẽ luyện thanh tập thể với nhau. Thoải mái ra. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tập trước âm I và âm A. Phụ âm của nó là M, Mi, Ma. Mi, Ma. Cười lên một tí này. Mi. Phía bên kia là hát bè rồi đấy, phô quá. Đây là chúng ta phải hát đồng thanh với nhau cùng một giai điệu nhá. Chứ không phải là đây là một dàn hợp xướng đâu, mà bè cao, bè trung, bè trầm nhá các cô ơi. Nghe cho thầy này. Mi ma. Hai, vào, cười lên. Mi. Tiếp này, lên tông này. Mi ma. Hai, vào. Mi ma. Mi ma. Tốt. Chúng ta sẽ mở lòng ra, chúng ta sẽ phân tích, nghe được cái giọng nói của chúng ta và làm chủ được giọng nói của chúng ta. Cái sự tập luyện và tìm hiểu đúng và mình cảm nhận được giọng nói, nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là các bạn như một cái máy. Các bạn học tất cả mọi thứ một cái cách rất là sáo rỗng, nhưng mà không hiểu được vấn đề nó nằm ở đâu. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn, có nhiều bài tập hơn, chúng ta nói với nhau nhiều hơn, để chúng ta kiểm soát được giọng nói của mình. Và Quân đã được lắng nghe tất cả các bạn nói, và Quân biết các bạn đang cần thiết cái điều gì. Để có một giọng nói hay, điều đầu tiên, quan trọng nhất là hơi thở, quyết định tất cả mọi thứ. Một cái giọng nói hay phải là một giọng nói tràn đầy hơi thở, tròn vành rõ chữ, và phải là một giọng nói có năng lượng. Và năng lượng ở đây không phải như này. Xin chào tất cả mọi người, tôi là... Không, cái đấy là một cái sức mạnh thô thiển rồi.
cái sức mạnh trong giọng nói phải là sức mạnh của cảm xúc nữa, là các bạn làm chủ được. Xin chào tất cả mọi người, tôi là có độ nhấn nhá, nó có độ thả lỏng. Có một cái điều quan trọng nữa trong khi mà các bạn nói là cái khoảng trống, cái điểm rơi của giọng nói. Một cái điều nữa mà Quân cảm thấy là các bạn cũng có những bạn rất là ngại, mà Quân nghĩ rằng các bạn nên yêu cái điều này chứ không phải là ngại, là giọng nói địa phương. Sinh ra và lớn lên ở các thành phố khác nhau, chúng ta có những giọng nói khác nhau. Tất nhiên là quy chuẩn của giọng nói thì không thể là N và L, mình bị sai lệch đúng không ạ? Hay là những cái lỗi cơ bản để chính tả. Nhưng đôi khi cái giọng địa phương đấy của các bạn nó cũng là cái màu sắc riêng của các bạn. Cố gắng làm sao đấy để chúng ta tập luyện tự tin, để chúng ta đưa cái màu sắc giọng nói của các bạn vào trong cái quá trình các bạn đang giao tiếp. Mỗi người ở đây chắc chắn là không có một giọng nào giống giọng nào. Quân thích cái điểm riêng của các bạn trong giọng nói. Các bạn phải để ý đến cái điều là khi mà các bạn nói chuyện, cái năng lượng giọng nói của các bạn là cái điều quan trọng nhất, kiên quyết nhất. Và các bạn nói nó phải có sự to nhỏ nhé. Đừng bao giờ nói tất cả mọi thứ nó bằng nhạt như đứt ốc, ai nghe. Mình đang rất xinh, mình đang đi ra, mình đang rất xinh, mình đang đi, mình đứng. Rồi mình nói một giọng nói rất nhạt. Tự nhiên khán giả là cảm thấy gì các bạn biết không? Tôi mất kết nối hoàn toàn với vẻ đẹp này. Hay là có những bạn, cái hơi thở của mình chưa biết. Xíu nữa Quân sẽ chỉ cho các bạn hơi thở, các bạn sẽ thấy được ngay tại đây và thị phạm ngay cho các bạn sẽ thấy rằng nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu như các bạn nắm được kỹ thuật lấy hơi, chúng ta chỉ cần là tự tin với giọng nói của mình, kỹ thuật thanh nhạc áp dụng vào giọng nói để cho cái giọng nói của các bạn có sự cuốn hút, tình cảm, có năng lượng, không bị khô khan, cởi bỏ tất cả cái sự ngại ngùng đi. Và có những bạn ở đây á, đi đâu cũng thấy người ta chế giễu về cái giọng nói đúng không? Đừng lo, bởi vì có chế giễu thì ngày hôm nay Nguyễn Trần Trung Quân mới ở đây để giúp cho các bạn tự tin hơn. Và các bạn hoàn toàn có thể tập luyện được. Và Quân rất mong rằng ngày hôm nay Quân ở đây đồng hành cùng với các bạn sẽ giúp cho các bạn có một cái tiết mục hô tên thật là đột phá. Tìm hiểu một chút về vấn đề lấy hơi đi. Các bạn thường lấy hơi thế nào? Em lấy hơi làm chỉ việc hít sâu vậy thôi à? Là hít sâu, ok. Để mà có một cái hơi nó thật là đầy ở bụng á, phải vừa lấy bằng mũi và lấy bằng miệng. Lấy được hơi nhiều nhất có thể, giữ ở bụng. Và cái bụng nó phải thật là chắc và nó phình to nhưng mà nó vẫn giữ thiệt là chắc. Đầu mình sẽ nói bằng cái giọng bụng. Ok, một ý kiến. Có 3 kiểu lấy hơi. 1 là lấy hơi ngực, 2 là lấy hơi bụng, 3 là cả ngực cả bụng. Còn lấy hơi thế nào? Lấy hơi bằng gì? Bằng miệng, bằng mũi và kết hợp cả hai. Những bạn nào mà không học thanh nhạc hay là không học về luyện giọng nói thì từ xưa đến giờ khi cha sinh mẹ đẻ một cách rất tự nhiên, chúng ta lấy hơi bằng ngực. Các bạn nhìn phần ngực của Quân nhả ra thì cái phần ngực của mình nó nhô lên. Khi lấy hơi bằng ngực nhá, mình nói chuyện này. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Trần Trung Quân. Khi lấy hơi bằng bụng, tất cả cái phần ngực của mình không làm việc. Các bạn nhìn phần bụng này và mình giữ lại. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Trần Trung Quân. Hai cái âm thanh khác nhau không? Một cái thì nó dày hơn, nó có sức nặng hơn, còn một cái thì nó rất là mỏng. Khi mà mình lấy hơi bằng ngực thì tất cả những cái phần hơi mình đi vào trong cơ thể của mình, nó chỉ được một nhúm thôi và nó sẽ nhả ra hết rất nhanh. Còn khi mà mình lấy hơi bằng bụng, mình đưa hơi vào, mình giữ ở phần bụng thì cái phần lực nói của mình cũng mạnh hơn, năng lượng nói của mình cũng mạnh hơn, hơi của mình cũng dài hơn. Các bạn phải thay đổi cái thói quen này. Nó không dễ đâu. Từ bé đến lớn mình đã quen được một cái rồi. Các bạn phải bằng tư duy cơ. Và rất nhiều nghiên cứu về thanh nhạc nhé, đã chỉ ra rằng là những người lấy hơi bằng bụng, mình có tuổi thọ lâu hơn, dung tích phổi của mình nhận được nhiều oxy hơn. Từ cái lúc mà các bạn có một cái làn hơi tốt, các bạn sẽ thấy là âm thanh của các bạn khác hẳn. Từ một người giọng cực kỳ mỏng trở thành một người giọng ngày càng dày hơn. Và mình không còn sợ việc là mình bị sét tiếng, mình bị oét hay mình bị vỡ tiếng nữa. Và cái năng lượng nói của các bạn truyền tải nội dung, đưa được cái tình cảm vào đấy. Cái xử lý giọng nói xíu nữa Quân sẽ chỉ cho các bạn bằng cách ngắt to nhỏ. Các bạn sẽ thấy là cái năng lượng nói các bạn cực kỳ là thay đổi. Chúng ta sẽ thị phạm luôn lấy hơi bằng ngực và lấy hơi bằng bụng. Đứng một cái dáng là tự tin nhất, các bạn chống tay vào hông cho Quân để mình tập nói nhanh và không bị chậm, cũng như là không bị mất cái mạch. Thay đổi thói quen lấy hơi bằng miệng nhanh nhất. Rồi, bây giờ các bạn lấy hơi thử ra nào. Rồi, nhả ra. Rồi, lấy hơi. Rồi, nhả ra. Ok, em.
đấy là một kiểu lấy hơi rất giả vờ nhá. Thấy không ạ? Đứng đứng đang rất đẹp này, chỉ há miệng ra ngáp thôi. Thực sự là không có tí lấy hơi nào luôn. Mình lấy hơi thật ra. 2, 3. Rồi, nhả hơi. Lấy hơi. Rồi, nhả hơi. Rồi, nhả hơi. Đó, các bạn phải thấy nhá, lấy hơi ngực nè, là cái phần ngực của các bạn là có sự chuyển động. Các bạn lấy hơi như vậy và các bạn nói: Xin chào anh và mọi người, em tên là Nguyễn Thị Nga, em đến từ Bắc Giang và hiện tại thì em đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ạ. Rồi, Bắc Giang có món gì ngon em? Dạ, Bắc Giang thì có vải thiều thôi anh ạ. Thế nhà em có trồng vải thiều không? Dạ, nhà em thì không có cây nào ạ. Nga đang nói hoàn toàn không có hơi luôn, không có chân hơi luôn. Cái giọng của Nga nó rất là mỏng. Xin chào anh Quân và tất cả mọi người, em tên Nguyễn Diễm My và em đến từ vùng quê sông nước Cà Mau. Quê em rất là nhiều cua ạ. Anh Quân có thích ăn cua không ạ? À, rất thích chứ, cua là ngon lắm chứ, thích lắm. Dạ, quê em rất là nhiều cua luôn ạ, đặc sản ạ. Rồi, chào My. Nó có gì mà tự nhiên là cười thế nhở? Mấy nay là đang viral. Mấy nay cái là Quân cũng thấy rằng là Trà My rất là viral. Quân mong rằng là sau cái buổi training như này mà My có một cái màn hô tên chấn động nữa thì là chắc là Nguyễn Trần Trung Quân rất là tự hào luôn. Tất cả là nhờ Trung Quân nha, My đã chọn niềm tin ở Trung Quân. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà My và hiện tại là mình đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả ba bạn từ nãy đến giờ đều chưa có kiểm soát được giọng nói của mình và lấy hơi vẫn chưa đúng. Khi mà chúng ta lấy hơi ngực thì âm thanh của chúng ta rất mỏng. Các bạn sẽ để ý đến cái vấn đề lấy hơi bụng này. Một tay đặt lên ngực, một tay đặt lên bụng. Phần ngực của anh không làm việc này, phần bụng của anh làm việc này. Đấy, em thấy chưa? Này, nó không hề lỏng. Còn nếu mà lỏng này, là lỏng. Này, anh nhả ra này. Anh lấy hơi lại này. Đấy, em thấy chưa? Khi anh nói chuyện này. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Trần Trung Quân và ngày hôm nay tôi không phải đi diễn mà tôi có mặt ở đây để dạy các bạn về giọng nói. Kết thúc câu nói thì mình mới được nhả hơi ra. Và khi mà em có cái hơi thở xuống dưới và em giữ được cái hơi thở này, em sẽ nói rất dài và cái năng lượng nói của em cực kỳ tốt. Giọng sẽ cực kỳ bắt mic, hơi thở nó tập trung và đi ra ngoài. Nó không có bị sang một cái hướng nào khác. Đấy, khi mà mình nói chuyện này, hơi thở nó không dỉ ra. Đến khi mà mình nói chuyện hết câu thì lúc đấy hơi thở nó mới dỉ ra từ từ. Đó, em thấy không? Đến gần cái câu cuối cùng đấy thì bắt đầu mình mới nhả ra từ từ, chứ không phải là mình nhả xẹp này. Không phải thế. Mình nhả ra từ từ để tự nhiên. Đó, và kể cả chưa có nhả hết, mình vẫn lấy hơi nữa để mình tiếp nối câu sau. Ví dụ: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Diễm My. Ngày hôm nay tôi ở đây để tự tin rằng tôi sẽ chinh phục Miss Universe Việt Nam 2024. Tôi mong muốn rằng mình sẽ là tân hoa hậu của năm nay. Không hề có một cái sự gọi là lỏng hơi tí nào cả. Và với trường hợp của Trà My á, thì Quân nghĩ rằng là chắc là trong mấy ngày qua á, My cũng buồn đúng không? Ban đầu thì cũng buồn. Nhiều người thì chê Trà My là giọng nhà quê. Nhưng mà đôi khi thì My lại cảm thấy tự hào vì ok, mình nhà quê thì mọi người sẽ nhớ được là mình đến từ Nam Định. My nên tự hào là nếu mà không có nhà quê thì sẽ không có thành thị. Mình cũng phải cảm ơn khán giả. Bởi vì khán giả đang nhắc nhở mình rằng là mình mong muốn là trở thành một tân hoa hậu, mình mong muốn là đi đến đấu trường quốc tế, mình phải có sự tự tin. My thì đã rất là tự tin trên sàn diễn catwalk rồi. Chỉ có duy nhất một cái điều mà Quân thấy rằng là My đang bị yếu kém, chúng ta phải nói thẳng, là về giọng nói của mình. My hãy để ý một chút. Bình thường ra My nói chuyện á, cái giọng nói không có hơi thở, cũng không có âm sắc, cũng không có độ nhấn nhá, thiếu đi cái năng lượng của giọng nói. Cố gắng tập trung để có một cái màn hô tên thực sự lột xác. Đừng có sợ rằng là mình bị oét giọng hoặc là như thế nào đấy cả. Thức dậy, các bạn hãy tập cái này 15 phút đến 20 phút. Sau này nó sẽ thành thói quen của các bạn. Đi đâu các bạn cũng có thể tập hơi thở một tí, lấy hơi bằng bụng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái âm thanh các bạn khi phát ra sẽ rất khác. Nào, phần bụng của Quân này. Bây giờ bạn lấy hơi bằng ngực trước và bạn nói lại cái giọng nói như thế. Không ngại đâu, không sao. Xin phép xấu hổ một chút. Nguyễn Thị Trà My, Nam Định. Ok. Không, đến lúc này hết hơi rồi. Một tràng vào tay. Rồi, bạn lấy hơi bằng bụng nào. Mình học về thanh nhạc hay là về giọng nói, mình phải cảm nhận nó bằng cái cảm nhận của mình, chứ đừng bị máy móc. Nào, thả lỏng. Lấy hơi. Rồi, thả lỏng. Nguyễn Thị Trà My,
Nam Định. Dụ vậy. Bạn làm được mà. Bạn hoàn toàn làm được. Có thể lần này bạn oét một tí, lần kia bạn oét một tí. Bạn cứ làm cho mình 10 lần, đến cái lần thứ 11 bạn sẽ có cảm nhận về hơi thở. Mình cứ phải tập luyện nhiều thì lúc đấy mình sẽ làm chủ được hơi thở. Và bạn đừng ngại. Có rất nhiều bạn ở đây nhá, vẫn chưa biết cái tông giọng của mình ấy. Nhiều khi là Nguyễn Thị Trà Mê Nam Định. Hoặc có một bạn là giọng rất là hay rồi nhưng mà cứ bị hát cao lên Nguyễn Thị Trà Mê Nam Định. Đấy là mình không tìm được cái tông của mình. Các bạn đi ra, đi lên để các bạn trình bày. Các bạn đừng bị tâm lý rằng là thôi chết rồi, bây giờ mình phải như nào, mình lấy cái tông gì không. Các bạn phải tự nhiên nhất, bằng giọng nói tự nhiên nhất của mình là các bạn chiến thắng. Kết hợp cùng với cả cái kỹ thuật hơi thở mà Quân vừa mới dạy. Bên mi thử, thử một lần Nguyễn Thị Trà My. Mình nói ngắt thôi. Và mình có cái độ ngắt, độ gọn. Đừng có Nguyễn Thị Trà My là mình đang dỉ hơi ra rồi đó. Nào, 2, 3. Nguyễn Thị Trà My. Mình đang bị nhá. Nguyễn Thị Trà My. Nó vẫn còn hơi thô. Bây giờ mình kết hợp với cái hơi thở này. Nguyễn Thị Trà My. Nhấn vào đó. Trà My. Hất âm thanh ra ngoài. Cái khẩu hình miệng này. Cười lên một tí. Các bạn nhấp lên một tí. Khi các bạn cười như này này, cơ ở má các bạn này nhấc lên đúng không ạ? Thì chính cái cơ này nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ làm cho cái vị trí âm thanh của các bạn lúc nào cũng ở trên cao. Khi mình không nhấc này và mình không mở miệng này, Nguyễn Thị Trà My, nó không có sự bay ra bên ngoài. Nó bị giữ ở đây, nó cứng cái hàm này. Các bạn phải vận dụng cái khẩu hình miệng của các bạn. Luôn luôn cười lên, nhấc lên. Ví dụ Nguyễn Thị Trà My. My Nam Định. Dụ vậy. Có những cái điều mà các bạn để ý đến một cái thôi nó sẽ khác hẳn. Mi thử đi, áp dụng một cái liên quan đến hơi thở thôi. Mình đừng sợ lý nhí. Khán giả ở dưới, gia đình mình ở dưới, bạn bè mình ở dưới, đồng hương mình ở dưới cái kia. Khẳng định mình đi. Nhìn vào một điểm này. Lấy hơi này. Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Gần được rồi đúng không ạ? Mình kết hợp cái phần hơi bụng, nó đã tốt hơn rồi. Nhưng mình cố gắng làm sao để cái hơi thở của mình nó cắm sâu hơn nữa. Và mình làm chủ cái âm thanh của mình nó ra đều hơn nữa. Cái năng lượng của bạn là bạn có. Nhưng mà bạn đang bị sợ, đang bị ngại, đang bị có một cái điều gì đấy nó níu bạn lại không? Mình bung ra ngoài đã. Nguyễn Thị Trà My, nó đã đi đến đấy rồi. Còn Nam Định nữa thôi. Nam Định, không được. Nguyễn Thị Trà My, dừng ở đấy. Nam Định. Gọi là Nam Định. Nguyễn Thị Trà My, tên bốn chữ rất đẹp, rất hay. Bốn chữ mà, mình phải nhấn thế nào? Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Đó, đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng cố gắng cái chữ định này. Nam Định. Là không được. Nam Định. Định. Cười lên nữa. Nam Định. Nam Định. Khác chưa, khác chưa? Rồi, bây giờ làm lại Nguyễn Thị Trà My Nam Định một lần nào. Nguyễn Thị Trà My Nam Định. Đó, đỡ hơn rồi đấy. Bây giờ mình cứ đi đến đâu thì là các bạn sẽ phải cầm mic lên tự tin và trình bày, nói chuyện và sau đấy rồi là hô tên. Áp lực không khi tham gia cuộc thi, sắc đẹp không, rồi sau đấy các bạn hô tên nhá. Rồi đây cô gái. Nào, tự tin nào. Em cao quá, anh phải ngước nhìn em. Nhưng không sao, được ngước nhìn một người đẹp là một vinh dự cho Nguyễn Trần Trung Quân. Tự tin lên. Dạ em xin chào anh Quân, em chào tất cả mọi người. Em tên Bùi Hạnh Nguyên. Bây giờ Hạnh Nguyên thử hô tên thử thế nào. Bùi Hạnh Nguyên Long An. Sự nhấn nhá trong cách nói của em, em vẫn chưa có cái điều đấy. To nhỏ nó cần phải rõ ràng hơn nữa. Bùi Hạnh Nguyên. Rõ ràng hơn nữa, năng lượng hơn nữa. Bùi Hạnh Nguyên. Bùi Hạnh Nguyên. Ngắt luôn. Bùi Hạnh Nguyên. Tốt. Long An. Long An. Cái âm A là âm rất là hay. Một cái âm rất là đẹp. Cái địa danh của mình mà có âm A là một cái mà em cần phải tự tin nhá. Mình mở, mình cười ra và mình để cho cái cơ hàm, cái gò má của mình, tất cả mọi thứ nó được nâng lên một cách tự nhiên. Long An. Đó, ví dụ chẳng hạn như vậy. Bùi Hạnh Nguyên
Long An. Tốt đấy, nghĩa là em mở cái chữ An ra, âm thanh rất là sáng, cũng rất là lực nữa. Rồi cũng rất là tốt. Em cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em. Siêu mẫu châu Á, mời em. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Nguyễn Trần Trung Quân và tất cả 30 bạn thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2024 ạ. Tên em là Nguyễn Quỳnh Anh, năm nay em 25 tuổi và em đến từ Hà Nội. Bây giờ hô tên thử nào. Nguyễn Quỳnh Anh, thủ đô Hà Nội. Cái nhà chữ của Quỳnh Anh khá là gọn, tuy nhiên những cái phần em nói á không có gọn, nó vẫn bị dính chữ quá. Cái âm thanh của em nó bị nuốt vào bên trong, mình cần phải có cái sự bật ra bên ngoài hơn nữa. Tôi tên là Nguyễn Quỳnh Anh. Tôi tên là... Nào, tôi tên là... Đấy là cái vị trí âm thanh nó là bị ngực đó. Tôi tên là... Tất cả cái câu nói của mình ý, nó phải có cái độ dài hơn. Nhả chữ chưa hết là em đã nhai chữ rồi. Tôi tên là... Rồi. Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi, Nguyễn Quỳnh Anh. Nguyễn Quỳnh Anh. Đấy, anh thích cái đấy. Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi, nó có độ ngắt luôn. Tôi tên là Nguyễn Quỳnh Anh. Có âm A là mình mở lên, mình cười lên, mình càng cười nhiều lên một tí, hở cái hàm trên lên, cái răng trên lên, âm thanh càng sáng, âm thanh càng bắt mic. Có những địa danh mà âm cuối là Y, mình vẫn phải kết là Y nhá. Mình vẫn phải có cái đóng chữ cuối cùng là Y, ví dụ như này này. Hà Nội! Là không phải Y, là Hà Nội hay là cái gì rồi? Y ở cuối, mình vẫn phải có âm Y nhá. Rồi làm lại một lần nữa nào. Nguyễn Quỳnh Anh, thủ đô Hà Nội. Nguyễn Quỳnh Anh. Nào, Nguyễn Quỳnh Anh điệu quá rồi. Không, chiến hơn nữa, gọn hơn nữa. Nào, đừng bị điệu, đừng bị dẹo. Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Quỳnh Anh được. Nguyễn Quỳnh Anh, thẳng. Nguyễn Quỳnh Anh, thủ đô Hà Nội. Đúng, đỡ hơn, nhưng mà bây giờ cố gắng nhé. Dí sát mic và mình dùng âm lượng hơn nữa nào. Mình lấy hơi bụng đó, đừng lấy hơi ngực, mình làm nó sẽ khác. Nguyễn Quỳnh Anh. Nào, Quỳnh Anh đấy, em thấy không? Cái tật của em là gì? Là em quá điệu khi em nói. Lúc này là lúc mình cần phải gì ạ? Mình cần phải tự hào lên nữa về nơi sinh của mình. Năng lượng lên tí, nhất là cái chữ Quỳnh Anh nhá. Đừng bị dẹo dẹo thế, đừng bị điệu điệu thế. Thẳng, gọn, chắc chắn. Nguyễn Quỳnh Anh. Đừng có Nguyễn Quỳnh Anh, đừng thế. Nào, hai vào. Nguyễn Quỳnh Anh. Tốt. Thủ đô Hà Nội. Rồi, cái chữ nội cố gắng nhá. Cười lên nữa, bật nó ra ngoài nữa một lần nữa nào. Nguyễn Quỳnh Anh, thủ đô Hà Nội. Rồi, tốt hơn, một tràng pháo tay. Rồi, cảm ơn các em rất nhiều. Đa phần Quân thấy rằng là các bạn cải thiện được rất là tốt luôn. Bộ môn nói, truyền cảm, các bạn hãy gỡ bỏ tất cả những cái điều mà các bạn ngại ngần đi. Các bạn phải yêu cái tên của mình, đi đến suốt cuộc đời của mình. Khi mà mình có một màn hô tên ấy, mình tự hào về cái tên của mình trước, vì mình được sinh ra và lớn lên ở cái tên đó. Và thứ hai nữa là mình cực kỳ tự hào về gì ạ? Về nơi mình đã được sinh ra. Cái cách hô tên của Miss Universe Việt Nam từ xưa đến giờ luôn luôn có năng lượng, luôn luôn có sự sang trọng, có sự quý phái. Và mình phải làm chủ được cái năng lượng giọng nói của mình, cái nhấn nhá của mình nhá. Cái tên thôi, ai đọc cũng được. Tại sao có những người người ta lại cực kỳ thích cái giọng đấy? Bởi vì cái sự nhấn nhá đó nó tinh tế ở điểm như vậy. Các bạn phải ngồi và các bạn suy nghĩ tên của mình nhấn nhá thế nào. Các bạn phải cảm giác khi mà hô tên á, mình phải có thân bài, mở bài, kết luận. Mở bài của các bạn mỗi người khác nhau. Có bạn như một nữ chiến binh đi ra là hô rất là mạnh, rất là khỏe, nhưng mà đọng lại cái gì thì các bạn cũng phải tự suy nghĩ. Và Quân mong rằng là sẽ không có một bạn nào bị một vấn đề liên quan đến, thứ nhất, không lấy được cái tông giọng chuẩn của mình. Thứ hai là bị oét trên sân khấu. Làm ơn là các bạn phải nhớ cho Quân là một điều là các bạn phải thay đổi cái cách lấy hơi của các bạn. Và nhớ là cái hơi thở là cái quan trọng và quyết định hết tất cả mọi thứ của các bạn. Còn một cái điều ấy mà Quân hay làm từ ngày xưa ấy, đó là gì? Đó là mình hay đọc báo. Mình đọc báo nhưng mà mình ngồi mình đọc diễn cảm. Mình phải đưa cái gì ạ? Đưa cái tiếng nói và cái tư duy của mình vào trong cái câu chữ đó. Tự nhiên các bạn sẽ thấy rằng là cái giọng nói của mình nó cũng chạm phết đấy. Các bạn sẽ tìm được một cái điểm giọng nói tự tin nhất của các bạn. Và đa phần là Quân thấy tất cả các bạn ở đây hoàn toàn có thể thay đổi được hoàn toàn cái giọng nói của mình. Và Quân mong rằng là tất cả mọi người chúng ta sẽ thật tự tin để có một cái phần hô tên mà tự tin nhất và gây ấn tượng nhất. Và Quân tin rằng là các bạn sẽ thành công trong cái phần hô tên này. Đây là một trong những cái phần mà được chờ đợi nhất trong Miss Universe Việt Nam 2024. Mong rằng chúng ta sẽ thành công.
ứng khẩu và thuyết trình là hai hình thức diễn ngôn phổ biến tại các cuộc thi sắc đẹp. Ngay sau đây, hãy cùng đến với lớp gia sư của MC Tuyền Tăng để có thêm nhiều thông tin hữu ích, để có thể làm chủ khả năng diễn đạt ở hai hình thức diễn ngôn này. Xin chào mọi người, bây giờ thì mới có cơ hội được gặp gỡ gần gũi với nhau hơn một chút xíu. Và ở đây thì cũng có những bạn đã biết đến Tuyền, có những bạn thì là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Vậy thì xin phép cho Tuyền được giới thiệu một chút về bản thân mình. Mình tên là Tuyền Tăng, hiện tại thì Tuyền đang là một người dẫn chương trình, một nhà sáng tạo nội dung. Và chia sẻ với mọi người một niềm vui, năm nay 2024 tròn 10 năm Tuyền trưởng thành cùng với công việc dẫn chương trình. Và có lẽ là vì thế cho nên mình lại có một dấu ấn rất đẹp của năm nay, đó là trở thành một người bạn đồng hành cùng với Miss Universe Việt Nam 2024 với vai trò là tutor, là trainer, sẽ đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong hành trình để chúng ta trưởng thành hơn với ngôn từ, câu chữ, diễn ngôn tại cuộc thi năm nay. Thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện về vẻ đẹp, tình yêu, sức mạnh, sự ảnh hưởng của ngôn ngữ, để rồi từ đó Tuyền và các bạn chúng ta lại một lần nữa tô đậm hơn cái vẻ đẹp nội lực vốn đã có nơi mỗi người, và sau đó bằng mọi cách diễn giải nó sao cho sống động nhất, tình cảm nhất và đem đến những ảnh hưởng tích cực nhất đến với mọi người. Tất nhiên là với vai trò của những cô gái xuất phát từ Miss Universe Việt Nam 2024. Đã đến với Miss Universe Việt Nam 2024 là các bạn đã hiểu rất rõ tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của lời nói rồi đúng không nào? Chúng ta đã có vô vàn những trải nghiệm liên quan đến việc diễn ngôn đúng không? Tuyền theo dõi rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp. Trước khi đến đây thì Tuyền cũng có giấu sau lưng đây một danh sách những nhận xét, những cảm nhận của Tuyền khi mà theo dõi các bạn trong chặng hành trình vừa qua tại Miss Universe Việt Nam. Và mình ghi ra ở đây không phải là để bày ra những cái điểm xấu của đối phương, mà chúng ta thẳng thắn nhìn nhận những cái điểm chưa trọn vẹn để chúng ta cùng nhau tìm cách cải thiện và tiến bộ hơn. Trước khi chúng ta đi đến với những thử thách của Tuyền Tăng dành cho mọi người, đó là cái món quà đầu tiên. Món quà này cũng xuất phát từ một cái điểm mà Tuyền thấy đa phần ở các bạn thí sinh của chúng ta đều gặp phải, đó là vấn đề về giọng nè, vấn đề về cột hơi nè. Mời các bạn đứng lên và chia sẻ với mọi người luôn, dù đi làm về sớm hay đi làm về muộn thì mỗi sáng Tuyền đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và làm bài tập này. Chừng nào mình còn làm công việc dẫn chương trình, nói trước công chúng, mình đều sẽ luyện bài tập này. Nó tốn của các bạn chưa tới 10 phút. Tất cả những bài tập này đều xuất phát từ hơi thở. Khi mà Tuyền đếm 1, 2, 3 thì các bạn sẽ lấy hơi bụng. Cách nhận biết là đang lấy đúng hay sai rất đơn giản. Thấy cái phần ngực của mình mà nó nở ra là sai, thấy cái bụng của mình nó phình lên là mình đang lấy đúng hơi bụng. Rồi bây giờ 3, 2, 1. Thường khi mà mọi người đứng ở trên sân khấu của Miss Universe Việt Nam á, những cái lúc mà mình trả lời câu hỏi á, ví dụ như các bạn đứng lên đây nè, các bạn khoan ào ào vào nói, các bạn cứ làm từng bước một, chỉnh cái micro vừa với cái tầm chiều cao của mình. Thêm một động tác nữa, lấy cái tay mà Tuyền dặn á, để lên đây nè, để nhắc mình là lấy hơi bụng để mình bắt đầu. Đây là nói lấy từ hơi cổ nè mọi người, thấy dễ thương không? Nhưng mà nói một chút xíu nữa là xỉu á. Còn đây là nói giọng bụng, nó vang hơn, nó rõ hơn, nó có uy lực hơn và nó đúng với tinh thần của Miss Universe Việt Nam hơn. Cái chiêu của mình là gì? Mình đi lên, tới vị trí micro, tạo một cái dáng mình cảm thấy tự tin nhất. Cái giây phút đó, giám khảo sẽ không đánh giá ở cái việc bạn tạo dáng đẹp hay không, mà người ta đang muốn bạn nói. Thì cái nói ở đây nó không chỉ là câu chuyện của nội dung rất quan trọng, nhưng lát nữa mình sẽ đi chi tiết về sau. Còn ở đây là mình đang diễn giải cái lời nói của mình, thì mình phải có những cái tích tắc mình chuẩn bị. Mình đứng tạo một cái dáng mình cảm thấy thoải mái nhất, mình chỉnh micro ở một cái vị trí mà mình không có che cái mặt của mình, không bị mất tầm nhìn của mình và đảm bảo là mình cảm thấy thoải mái, không phải nhướng, không phải khom lưng. Có rất nhiều bạn bị khom lưng trong lúc nói, cái này phải nhớ. Và cuối cùng, trước khi trả lời, để nhẹ tay đây hơn. Đó, nhắc bản thân mình là lấy giọng bụng tự tin lại và chúng ta bắt đầu. Thì đó chính là những cái giây đáng giá để các bạn có thể lấy về cho mình sự tự tin. Kể cả một người dẫn chương trình 10 năm, 15 năm, 20 năm, không ai nhận ra nhưng chúng tôi vẫn rung. Nhưng mà chúng tôi có chiêu, và chiêu đó ngày hôm nay đã chia sẻ với các bạn đầu tiên rồi. Bây giờ sẽ đến với bài tập chính thức có tên rất là vui, đó là xì. Hai cái răng của mình à, mình ngậm chặt là mình chồng thôi. Ok, thứ hai mình sẽ lấy hơi bụng.
Sau đó mình đếm 3 giây. 1, 2, 3 và bắt đầu xì. Xì càng dài càng tốt. Tuyền sẽ tính giờ và thời gian lý tưởng. Đó là từ 18 cho đến 21 giây. Và mỗi một ngày như vậy các bạn dành ra thời gian để tập luyện bài này. Rồi bây giờ mình thử với nhau nha. Đặt tay lên bụng, bắt đầu lấy hơi bụng. Nghỉ 1, 2, 3 giây, ngắn chặt răng. Bắt đầu xì nè. Xì ra. Xì mạnh hơi ra, nó mới ra, thoát hơi ra. Chưa ra chỗ có thật sự xì không? Đúng rồi. Mệt thì nghỉ nha, mệt thì nghỉ, giơ tay lên. Ai dừng lại thì giơ tay lên. Bây giờ chị làm lại một lần nữa cho các bạn cùng thấy nha. Cái cơ bụng của mình nó sẽ căng ra. Cắn chặt răng nha. Đếm trong đầu của mình 1, 2, 3. Mỗi ngày các bạn tập giúp Tuyền, mình canh thời gian đẹp nhất là 18 cho đến 21 giây. Mỗi ngày bài tập này 3 lần. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài số 2 là bài tập đếm số. Vẫn đang trọng tâm là tập lấy giọng bụng, hơi bụng. Cho nên đầu tiên vẫn là một tay lên bụng. Và chưa quen thì một tay lên ngực. Lấy hơi bụng nè. Căng bụng ra, đếm 1, 2, 3 giây trong đầu. Bắt đầu đếm số 1, 2, 3, 4. Đếm lớn lên. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hết hơi thì dừng nha. 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lúc này mình phải sử dụng hơi nhiều hơn. Một cái cấp độ khó hơn của bài này, khi mà mọi người đã bắt đầu quen rồi á, tập chừng khoảng 2 tuần thì mọi người có thể chuyển sang là thay vì đếm số thì mình sẽ đọc một cái văn bản nào đó, chọn một cái đoạn văn ngắn thôi và mình tập lấy hơi bụng và mình bắt đầu đọc thì mình sẽ kiểm soát được và lúc đó mình sẽ thấy rằng là nó khó hơn nữa. Với những cái đoạn văn là mình buộc phải thả cái cảm xúc của mình, phải nói lên cái thông điệp câu chuyện và đúng câu đúng chữ thì nó sẽ phức tạp hơn. Bây giờ sẽ là một cái bài tập cuối cùng trong cái bài tập làm quen để dành tặng cho các bạn. Nó sẽ liên quan đến thanh nhạc một chút xíu. Là bài tập số 8. Bất cứ khi nào các bạn thấy tay của Tuyền ở vị trí nào của số 8 thì chúng ta sẽ đẩy cái cao độ lên theo cái độ cao của số 8. Bước đầu tiên vẫn lấy hơi bụng. Nhìn tay Tuyền nha. Bắt đầu há miệng ra. A à. Ai muốn thử không? Nè, đang đi đây. Càng về cuối càng đuối ha. Lúc mà em cầm micro, dù em có hơi vấp váp ở những cái giây đầu tiên, nhưng mà chị cảm nhận được là em có nội lực trong giọng nói. Và nếu như mình điều chỉnh thêm một chút xíu nữa thì có thể sẽ tiến bộ rất là nhanh. Nhưng mà mình phải luyện tập nha. Và các bạn cũng đừng sợ micro nha. Mọi người hay nói đùa với nhau là mic chiếu yêu. Các bạn hãy nhìn nó như là một công cụ hỗ trợ. Nhờ chiếc micro mà những bạn chưa có lợi thế và giọng nói ở giai đoạn này, các bạn có thể khuếch tán cái âm thanh của mình xa hơn, tốt hơn và rộng hơn. Thì mình phải nhìn cái micro với một cái nhìn thiện cảm trước cái đã. Còn không là mình cứ sợ hoài. Và như Tuyền Tăng đã có nói hồi nãy đó, hãy bỏ luôn cái nghĩ đó đi, đó là mỗi khi thấy cái mic nó là mic chiếu yêu, bỏ đi, hãy xem nó là một công cụ hỗ trợ để có thể mang tiếng nói của mình vang hơn, xa hơn và có sức ảnh hưởng hơn đến với tất cả mọi người. Bây giờ, bước 1, đặt tay lên bụng. Bước 2, đưa hơi thở vào bụng của mình. Kiểm tra bụng thấy căng chưa? Căng rồi thì bắt đầu nha. Hai vòng rưỡi rồi đó. Cảm ơn chị. Ok, mệt không? Dạ, em hơi mệt nhưng mà em cảm giác là mình làm được.
Và em thấy là nếu như mà em sẽ tập nhiều hơn thì em đứng trên sân khấu em sẽ tự tin hơn và giọng nói của em sẽ nội lực nhiều hơn. Là vừa xong cái bài tập vừa rồi á, ngay cái cách mà em nói chuyện với chị chia sẻ về bài tập này nó đã có sự khác biệt. Thì đó chính là lý do tại sao mà mình phải luyện tập thường xuyên, để nó hình thành ở trong não của mình một cái cơ chế. Đó là à, tới cái khúc tôi nói giọng bụng rồi, tới cái khúc mà tôi sẽ phải thay đổi giọng nói của mình một chút để nó có sức ảnh hưởng tốt hơn rồi. Và một lần nữa xin nhắc với tất cả các bạn, đó là chúng ta phải luyện tập mỗi ngày. Ok, cho bạn một tràng vỗ tay được không ạ? Một tràng vỗ tay được không ạ? Mic là bạn, không phải Chí Will. Ok, 15 giây. Yến Linh có một nền tảng tương đối khá là ổn đó. Tập luyện tiếp tục, và nếu như sau này muốn cái cấp độ nó khó hơn chút xíu thì mình bật cái chế độ ghi âm á, là khi mà mình phải luyện đến cái mức rằng là nghe cái tiếng xì mà nó đều luôn, nghĩa là chứ không phải là. Cảm ơn, trả bài thành công. Bài số 2 là bài gì ạ? Có ai xung phong không? Diễm My xin mời. Bài số 2 là bài đếm số ạ. Đếm số, rồi đếm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em thấy em có thể làm được không? Cho bạn một tràng vỗ tay nha. Quà tặng làm quen của Tuyền dành cho bạn cũng chính là 3 bài tập Tuyền làm mỗi ngày, và hy vọng là các bạn cũng sẽ làm mỗi ngày. Bây giờ mình cũng đã đứng nhiều rồi, ngồi nghỉ. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo. Hồi nãy là khởi động làm quen, bây giờ thì sẽ phải nhập vai khó tính hơn chút xíu. Tuyền cũng đã có ghi ra giấy tư liệu của mình những cái cảm nhận riêng về cái hành trình của các bạn sau khi Tuyền theo dõi các bạn thông qua các tập phát sóng của Miss Universe Việt Nam 2024. Phải cùng nhau nhìn thẳng thật vào những cái điểm chưa có tốt của mình, tìm cách cải thiện. Cái lỗi đầu tiên và khá là phổ biến ở tất cả các bạn thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2024 đó là hơi tham trong việc chia sẻ cái câu chuyện của mình, cái quan điểm của mình, muốn nói nhiều hơn cái mức cho phép là 60 giây, phải gia giảm cái thời gian của mình lại. Có nghĩa rằng mình phải trừ hao, là trừ hao mình run, quên, sẽ phải có những cái giây phút mình chuẩn bị cho một cái phần nói nó trọn vẹn, chuẩn chỉnh từ nụ cười, phong thái, bắt đầu phát ra cái âm thanh đầu tiên thì nó phải gần như là ở mức chuẩn chỉnh. Thay vì nói nhiều và nói tham thì hãy chọn nói đủ ý. Là ví dụ như nếu như cái bài nói của mình chỉ cho trong vòng là 60 giây thì các bạn có thể tự giảm nó xuống 56, 57 giây thôi, mình trừ hao. Thà là mình kết thúc trong một cái timing, trong một cái khoảng thời gian đẹp, còn hơn là mình hối thúc về mặt thời gian, mình bị áp lực xong mình quên, hoặc là mình nói không rõ chữ, thành ra là cái bài của mình nó đi luôn trong khi nó có thể bắt đầu rất tốt. Thì đầu tiên lưu ý về mặt thời gian dùm Tuyền, mình phải biết là mình có bao nhiêu thời gian cho phần thi đó, sau đó mình cắt bớt lại khoảng 5 đến 7 giây. Cái thứ hai đó là cố gắng không lạm dụng từ ký sinh. Dạ, theo ý em là thì làm sao để tránh cái việc lạm dụng từ ký sinh, đó là mình phải có sự chuẩn bị tốt và mình phải chắc cái ý của mình muốn nói, chứ không nói lan man. Tiếp theo, bởi vì các bạn buộc phải nhớ bài cho nên là nó ảnh hưởng và nó kéo theo một hệ lụy rất nhiều thứ. Thứ nhất là mình quên, thứ hai là cái mặt mình rất căng, và cái thứ ba là mình bắt đầu nói nhanh, nói cho xong. Giải quyết đơn giản nhất là gì? Tập trung vào cái ý mà mình muốn nói, biết mình đang muốn nói cái gì và làm cho nó trọn vẹn nhất trong khả năng của mình. Đừng tham nữa, hãy làm mọi thứ vừa sức và tính toán thông minh. Những cái vấn đề chung của các bạn khi mà chúng ta bắt đầu những cái phần thi thuyết trình của mình, thời gian có bao nhiêu, trừ hao xuống 5 giây, 7 giây cho Tuyền. Nói đúng và đủ ý, không tham lam, chắc lọc chọn ý chính, bớt lạm dụng từ ký sinh và cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất. Chuẩn bị tốt nhất là đi lên tính làm sao, chỉnh cái mic ra làm sao, dáng đứng như thế nào là thoải mái nhất. Khi mọi thứ sẵn sàng, bắt đầu nói.
Tuyền nhớ trong một tập của Miss Universe Việt Nam là đợi đến khi mà các bạn đã ổn định rồi thì thời gian mới bắt đầu chạy. Vậy thì không có lý do gì mà mình phải bối rối, hồi hộp, hoảng sợ hết. Cái điểm thứ hai mà Tuyền đang muốn nói với các bạn rất quan trọng. Hai cái hình thức mà các bạn sẽ thường phải sử dụng nhiều nhất tại các vòng thi của Miss Universe Việt Nam 2024 đó là ứng khẩu và thuyết trình. Ứng khẩu là một cái khả năng mà mình có thể trả lời nhanh, tự nhiên và chân thành trước những câu hỏi hoặc tình huống bất ngờ. Và đây sẽ là một cái hoạt động mà bạn sẽ phải thường xuyên ứng dụng và sử dụng trong suốt cuộc đời của mình. Nó không chỉ dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi. Nhưng nếu như mình xét trong khuôn khổ cuộc thi thì đó là cái kỹ năng mà mình sẽ vận dụng cho vòng phỏng vấn kín. Bây giờ nè, hãy thử tưởng tượng đây là một vòng phỏng vấn kín. Đây là cái micro mà Hảo sẽ cầm để trả lời câu hỏi của Tuyền. Cái mic đó nó có quá xa với Hảo không? Hảo có đang cần sự hỗ trợ để âm thanh tốt hơn thì mình sẽ để gần lại. Alo, 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 ok. Bớt alo, alo lại. Chỉ nè, giả sử câu hỏi dành cho Tuyền đó là: em cảm thấy ngày hôm nay như thế nào? Nhận mic từ bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Tuyền xin phép được trả lời: thời tiết ngày hôm nay khá là ẩm ương, kiểu kiểu như vậy. Tụi mình có thời gian để mình nhớ và mình chuẩn bị. Mình luôn luôn có thời gian để chuẩn bị, không ai hối, không ai bắt. Mọi người đều đang muốn nghe cái thật lòng bên trong bạn mà bạn chưa có kịp chuẩn bị gì hết. Bạn rối là coi như thua từ cái giây phút đó rồi. Cười nhá. Yeah. Em xin chào ban giám khảo. Em cảm thấy thời tiết hôm nay khá là ẩm ương. Ví dụ như thế ha, là mình sẽ hiểu được đúng không? Rồi mình hoàn toàn có thời gian chuẩn bị. Đây là những cái tích tắc để nó kéo lại cho mình sự tự tin á. Nên đừng quên những cái này. À, thực ra thì... Nãy dặn sao? 3, 2, 1. Dạ, thực ra thì... Nè, cười cái chứ không phải là nghe bị vậy nè. Mọi thứ đang ổn nha, em đang cầm mic. Em đang cười, thế xong. Dạ, theo em thì... là mọi người sẽ cảm thấy em bị căng thẳng. Có thể là mọi người sẽ có một cái phản ứng tự vệ là bạn này sắp nói cái gì đó nó rất là căng thẳng và có vẻ tiêu cực đây. Tôi phải phòng vệ để lắng nghe bạn, là tự nhiên không khí nó sẽ không còn dễ chịu nữa. Tập nhẹ nhàng, từ từ, từ tốn. Thực ra thì khi mà chị đưa ra những cái lời gợi ý đấy thì em thấy là sau những cái tập mà tụi em đã quay thì anh Tiến có góp ý với em rằng là trong những cái bài thuyết trình của em thì cái hơi của em hơi mạnh. Khi mà thuyết trình em không thể điều khiển được cái giọng của mình. Lúc mà lên thì cái lửa ở trong người em rất là lớn rồi. Mà nói thì em không điều chỉnh được là khi nào mình cần nhẹ xuống. Em nói em bị là đi lên dần, anh Tiến gọi nó là hô hào ấy ạ. Chị có thể góp ý cho em về cái việc mà mình cần lấy hơi khi nào và mình nên nhấn trọng tâm trong cái câu như thế nào ạ? Thì đó là câu chuyện của thuyết trình. Lát nữa chúng ta sẽ đi về thuyết trình. Còn bây giờ chúng ta vẫn còn ở lại ở câu chuyện của ứng khẩu đúng không nào? Chị nhớ ý của Nga nha. Bây giờ thì mọi người đã hiểu rõ về ứng khẩu rồi đúng không nào? Vậy thì theo mọi người làm sao để mình có thể trả lời nhanh? Mình phải dựa trên cái gì để mình có thể trả lời nhanh? Em nghĩ là để mà ứng biến trả lời câu hỏi nhanh thì trước nhất là mình phải nhớ cái keyword của cái câu hỏi đó trước. Nhớ nhanh để trả lời cái câu hỏi đó. Đến bạn thứ ba thì các bạn đã nhớ cái quy tắc những giây phút vàng ngọc của Tuyền rồi đúng không nào? Về mặt ứng khẩu nha, làm sao để mình có thể trả lời nhanh? Cái câu trả lời đó, những cái ý tứ đó nó phải xuất hiện từ cái tầm hiểu biết, cái mối quan tâm và cái suy nghĩ thật sự của mình. Ứng khẩu nó sẽ là một cái hoạt động mà bạn thể hiện và bộc lộ bản thân mình nhiều nhất, cực kỳ chân thành với những gì bạn đang nghĩ. Nói ra nó mới đạt được độ tự nhiên, chạm được đến với người nghe. Đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta phải mang theo những cái sứ mệnh gì đó quá to tát, khủng khiếp. Khi mà chúng ta ở độ tuổi của mình, ở những cái trải nghiệm của mình, nó chỉ mới ở một cái mức nhất định, chúng ta hãy nâng niu những cái mà mình đang có. Mình suy nghĩ ra làm sao, mình tin vào điều gì thì hãy chia sẻ. Bởi vì hành trình cả một đời của chúng ta là học. Ứng khẩu sẽ xuất phát từ bản thân mình. Và bản thân mình là mình tôn trọng tất cả những cái suy nghĩ, quan điểm, niềm tin đã xây dựng nên mình của ngày hôm nay. Cuộc đời này không có đúng hoàn toàn, cũng không có sai hoàn toàn, mà quan trọng nhất là chúng ta giữ được cái ý chí và cái tinh thần tiến lên, phát triển bản thân thì chúng ta có thể là đi được rất là xa.
mọi người nhớ để chúng ta đi vào phòng phỏng vấn kính thì chúng ta sẽ tự tin hơn với những cái lựa chọn của mình. Có thể không giống với ban giám khảo, nhưng ở thời điểm đó mình tự tin với cái quyết định đó, mình chứng minh cho mọi người thấy là mình hài lòng và hạnh phúc với cái sự chọn lựa đó, thì sẽ không ai dám đánh giá thấp mình cả. Bởi vì mọi sự khác biệt trong cuộc đời này đều rất đáng được trân trọng. Chúng ta sẽ nói đến với cái ý tiếp theo, đó là câu chuyện của thuyết trình. Đặc điểm của thuyết trình là gì? Đối với em là... Bỏ chữ ờ, tập thôi, ví dụ như cầm mic lên. Mình ờ trong đầu mình nè. Đối với em thì cố gắng nha, hồi nãy cũng có rất nhiều bạn bị ờ. Mình phải bớt những cái đó lại. Đối với em thuyết trình là nói về những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống, những cái suy nghĩ chân thật nhất. Đối với em thuyết trình là... Rồi làm lại, chậm lại thôi. Khi mà em rung á, em sẽ nói rất nhanh. Giờ em xin chia sẻ tiền đăng đối với em nè. Cái cách để vượt qua cái nỗi sợ đó không phải là lướt nó qua, mà là hãy chậm rãi và từ tốn. Em xin chào chị Tiền Tăng. Đối với em, thuyết trình là giọng của em nó không có vang một cách tự nhiên như của Nga. Em phải đặt cái mic ở cái vị trí lợi khẩu cho mình nhất để nó giúp cái âm thanh của em vang hơn và xa hơn. Em xin chào chị Tiền Tăng. Đối với em, thuyết trình là khi chúng ta diễn thuyết về một chủ đề mà chúng ta muốn là cái câu chuyện mà chúng ta đưa đến về cái chủ đề đó, chúng ta truyền tải được cho người nghe họ hiểu là mình đang nói về chủ đề gì. Đúng, nửa đoạn sau của bạn lúc mà từng giơ tay nè, là có vẻ như bạn biết, bạn bắt đầu có nhịp nhấn ngắt và nghĩ tốt hơn, còn khúc đầu là vẫn còn đi một đường rất xa luôn. Cảm thấy rung thì mình đừng cố gắng nói để lướt qua, mà hãy bắt đầu một cách chậm rãi vừa phải. Thuyết trình nó là một kỹ năng để mình có thể trình bày một cách rõ ràng về một cái góc nhìn, quan điểm của bản thân về một cái chủ đề nào đó với một đối tượng khán giả nhất định. Cái khác của thuyết trình với ứng khẩu là ở chỗ này. Ứng khẩu là phải trả lời nhanh, còn thuyết trình mình có thời gian chuẩn bị. Mình chuẩn bị được nội dung, biểu cảm nó ra như thế nào, thông qua ngoại hình, gương mặt cũng như là sử dụng giọng nói. Thuyết trình sẽ là những cái bài mà chúng ta lên sân khấu lớn của Miss Universe Việt Nam và các bạn có thời gian chuẩn bị. Khi mà nó có sự khác biệt như vậy, cách mà chúng ta sử dụng giọng nói của mình nó cũng sẽ khác luôn. Ứng khẩu là trong phỏng vấn kín, các bạn sẽ không cần phải nói quá to. Cái giây phút đó là cái giây phút chúng ta được trò chuyện một cách chân thành và thật lòng nhất. Các bạn thoải mái, các bạn thư giãn. Còn khi các bạn thuyết trình, các bạn buộc phải nhắc nhở mình có thêm một cái nguồn năng lượng nhiều hơn nữa. Và bây giờ mình đang nói với một đối tượng khán giả lớn hơn. Mình mang một cái thông điệp rõ ràng, một sứ mệnh, một cái mục tiêu, câu chuyện của tôi. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ phải chạm được đến với mọi người, thì cái nguồn năng lượng lúc này nó khác. Nhưng giữa ứng khẩu và thuyết trình nó vẫn còn một điểm chung đố mọi người là gì? Đối với em... Bỏ chữ ờ. Đối với em sự giống nhau là mình có thể nói lên cái quan điểm của mình. Chính xác. Lúc trong phòng phỏng vấn kính là mình không hí hí nha. Cả ứng khẩu lẫn thuyết trình nó đều phải dựa trên nền tảng bản thân, góc nhìn, quan điểm, suy nghĩ, niềm tin của tất cả các bạn. Đừng bao giờ bỏ qua bản thân mình. Cố gắng trau dồi để chúng ta có thêm kinh nghiệm, chúng ta có thêm trải nghiệm. Bởi vì đó mới chính là cái nguồn để các bạn lấy ra, các bạn chia sẻ với mọi người. Càng gần với bản thân mình nhất, thề luôn các bạn không bao giờ quên được. Các bạn đang nói bằng những cái trải nghiệm và hiểu biết của bản thân. Các bạn không có ai mớm bài cho, không có ai nhắc cho, cũng không cần phải mang một cái sứ mệnh gì đó quá lớn lao, vượt tầm vóc với cái năng lực của các bạn hiện tại, thì chắc chắn các bạn không bao giờ quên bài được. Bây giờ chúng ta đã có sự khác biệt của ứng khẩu và thuyết trình. Vậy thì bây giờ sẽ là cái chia sẻ dưới góc nhìn của Tuyền. Dù các bạn đang ứng khẩu hay các bạn đang thuyết trình, thì hãy nhớ nguyên tắc ABC. A là accurate, chính xác. Thông tin đưa ra chính xác, chính xác với niềm tin, quan điểm, suy nghĩ của bản thân mình. Đó là A, accurate. B là brevity, ngắn gọn, khúc chiết. Dược sĩ Tiến có nói rồi, đừng nói dài nữa, càng dài càng dai càng dở. Xác định từ khóa trọng tâm chủ yếu mà mình muốn nói. Nói thật ngắn gọn, gãy gọn nhất có thể. C, C, courtesy. Ở đây là cái sự lịch sự, nhã nhặn, phong thái, cái thần thái của chúng ta khi chia sẻ. Mình sẽ phải có những cái phong thái, mình sẽ phải có những cái chuẩn mực riêng. Chuẩn mực đó là do các bạn đặt ra và các bạn cảm thấy mình phù hợp với nó nhất.
Các bạn có thể nhẹ nhàng, các bạn có thể quyết liệt và mạnh mẽ. Các bạn cũng có thể là một cô gái độc lập. Tuyền hay là chị Lưu Hà Trinh cũng sẽ chỉ là những người giúp cho mọi thứ nó trở nên trọn vẹn hơn thôi. Và cuối cùng chúng ta có một từ C nữa, đó là clarity, sự rõ ràng. Xong cái chữ đó thì kết thúc cái chữ đó luôn, chứ không có hôm nay em cảm thấy trời mưa, không ai nghe được gì hết. Hôm nay em thấy trời mưa to quá. Rõ ràng, khúc chiết, mạch lạc. Dù là ứng khẩu hay là thuyết trình, nhớ giùm Tuyền ABC. Nhớ hoài, nhớ mãi. Thì ví dụ như mình chuẩn bị xong bài thuyết trình của mình rồi đúng không? Trước khi mình đến với phần luyện tập, mình phải gạo lại bài lần nữa. À, nó có đủ yếu tố ABC chưa? Nó có tính chính xác trong đó chưa? Nó có phải là điều mình thật sự muốn nói hay không? Có đủ ngắn gọn chưa? Cái ý nào sáng nhất mà mình muốn tập trung vào nó nhất? Mình sẽ chỉ chọn một thôi, bởi vì mình chỉ có thời gian giới hạn. Mình sẽ chọn cái phong thái như thế nào với cái thông điệp mà mình đã viết ra. Quyết định nói thì phải tin vào điều mà mình chọn. Và cứ thế mình đi tiếp một cái chặng đường sau này, không phải sợ bất cứ cái gì nữa cả, không sợ cái micro nữa. Nội dung là chìa khóa. Và bây giờ các bạn đã có chìa khóa đầu tiên của bất kỳ một người dẫn chương trình nào, trong đó có Tuyền Tăng, đó là ABC. Bây giờ tới cái đoạn nó cũng rất là quan trọng. Cầm một cái nội dung nó quá hay, quá tâm đắc. Đó là trái tim của em, đó là suy nghĩ của em, đó chính là niềm tin của em bây giờ. Vấn đề quá lớn luôn, diễn đạt. Các bạn có thể sở hữu một bài nói rất hay, nhưng mà các bạn diễn đạt bị ấp úng, các bạn bị ngập ngừng, các bạn lấy hơi không tốt, trừ điểm. Tuyền sẽ chỉ cho các bạn những cái cách để mà mình có thể chúng ta chuẩn chỉnh luôn cái phần biểu đạt. Nhưng trước khi đến cái phần biểu đạt đó sẽ là cái thử thách tiếp theo dành cho tất cả các bạn. Đó là các bạn ở đây sẽ có tổng cộng là 5 phút. Và trong 5 phút đó, hãy dựa vào quy tắc ABC mà Tuyền vừa mới gợi ý với mọi người. Hãy viết một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân của các bạn. Và Tuyền gợi ý là các bạn có thể dựa trên những cái điểm mà các bạn cảm thấy ấn tượng nhất sau 100 câu hỏi vừa rồi, cùng với Dược Sĩ Tiến, hoặc là bất kỳ những cái điều gì liên quan đến sứ mệnh, lý tưởng mà các bạn muốn chia sẻ với mọi người, để các bạn giới thiệu về bản thân mình sao cho ấn tượng nhất. Khi Tuyền nhận được bài đó từ các bạn, Tuyền sẽ giúp cho các bạn làm cho nó trở nên đẹp đẽ hơn trong khả năng của tất cả chúng ta. 5 phút bắt đầu. Các bạn nếu như mà có thắc mắc gì có thể hỏi Tuyền nha. Nếu mà buồn ngủ thì mình tập thở bụng, nó tỉnh nha. Lý do tại sao Tuyền muốn các bạn chuẩn bị một cái bài giới thiệu về bản thân, các bạn đi đâu, gặp ai, các bạn muốn gây ấn tượng với bất kỳ người nào đi chăng nữa, thì chưa gì do em tên là em 20, em đang ở đây, là nó đã mất điểm rồi. Vậy thì Tuyền đang đưa cho các bạn thêm một cái chìa khóa nữa, đó là hãy chuẩn bị một cái phần giới thiệu về bản thân của mình thật ấn tượng nhất, làm thành cái vốn lận lưng, đi đâu, làm gì, gặp ai, lấy ra giới thiệu. Và cứ mỗi một cái khoảng thời gian nhất định mình cập nhật thêm chút xíu, bởi vì ai cũng thay đổi và phát triển đúng không? Mọi người nên nhớ, giới thiệu bản thân là một cái phần tưởng như là rất cơ bản, ở đâu cũng hỏi. Nhưng càng chuẩn bị tốt, càng tạo ấn tượng thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để có thể mở đầu những cái cuộc giao tiếp của mình. Hãy nhớ nha, mọi thứ nó đều xuất phát từ bản thân mình. Đừng áp lực chúng ta phải hơn ai, đừng áp lực chúng ta phải mang vác những trọng trách quá lớn ở thời điểm này. Hãy giới thiệu với mọi người một mình chân thành nhất, tự nhiên nhất. Bây giờ có ai sẵn sàng có thể giới thiệu về bản thân mình với Tuyền được không? Triều Tiên. Xin chào chị Tuyền Tăng và tất cả các bạn. Em tên là Đinh Thị Triều Tiên, năm nay em 26 tuổi và em được sinh ra và lớn lên tại Phú Yên, được mệnh danh là xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Phú Yên đang là nơi mà được nhiều du khách du lịch biết đến với danh lam là gành đá đĩa và biểu tượng là tháp Nghinh Phong.
Nếu có cơ hội thì em mong rằng chị Tuyền và các bạn ở đây có thể đến tham quan Phú Yên. Tại sao em lại chọn giới thiệu bản thân mình nhưng phần lớn thời lượng lại nói về mảnh đất Phú Yên? Em tự hào vì mình là một người con của đất Phú Yên. Em không có vấn đề gì khi mà em giới thiệu về quê hương của em nhiều hơn tên của em. Dựa trên phần trả lời vừa rồi và chị mặc định rằng kể từ đây về sau, Triều Tiên sẽ mang sứ mệnh quảng bá du lịch cho vùng đất Phú Yên, thì em có chấp nhận hay không? Chính cái việc mà các bạn giới thiệu về bản thân của mình á, nó sẽ nói lên bạn là ai, mong muốn của bạn là gì. Chị nghe cái phần vừa rồi của Tiên thì chị sẽ nói rằng là bạn này rất là yêu vùng đất Phú Yên, nơi mình sinh ra và lớn lên, và bạn muốn trở thành một người quảng bá cho du lịch, cho sự phát triển của Phú Yên. Và đây sẽ là sứ mệnh của bạn trong suốt thời gian sắp tới. Dạ, nếu có cơ hội mà được quảng bá Phú Yên đến với tất cả mọi người trên cả nước, ra thế giới, thì em rất vinh hạnh là người được truyền bá những cái điểm du lịch của quê hương mình. Em luôn tự hào về điều đó. Tất nhiên là sứ mệnh của mình khi mà trong cuộc thi này em không phải là đến đây để quảng bá quê hương mình, mà nó sứ mệnh sẽ là cao hơn và xa hơn. Câu hỏi của chị thì em nghĩ là bản thân em sẽ suy nghĩ nhiều hơn để mình có thể hoàn thiện hơn về cái phần giới thiệu bản thân của mình. Trong lúc mà chúng ta lắng nghe những bạn còn lại, Triều Tiên đặt câu hỏi đó lại một lần nữa cho bản thân mình. Bây giờ em đang giới thiệu về bản thân em với những người xa lạ lần đầu tiên gặp gỡ. Làm sao để em gây ấn tượng với họ bên cạnh câu chuyện tên của em, tuổi của em, bên cạnh câu chuyện mọi người Google một phát là ra ngay. Thế thì em là một con người như thế nào? Tính cách của em ra làm sao? Em ước mơ điều gì? Em sẽ theo đuổi điều đó đến cùng hay không? Chị chưa thấy rõ được điều đó. Cảm ơn em. Bây giờ thì có ai muốn trải nghiệm không? Xin mời Bảo Nhi. Xin chào, em tên là Paris Nomi Bảo Nhi. Em đang trên một hành trình mà em nghĩ là em sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Với những trải nghiệm trong suốt quá trình trưởng thành của em có một niềm tin ở bản thân và muốn cải thiện cái sự tự tin của mình. Cho nên em đã mở một cái cánh cửa mới với nhiều bài học mới và những cái con người mới mà em đã đang được giao lưu ở đây. Và hiện tại là em đang đứng ở sân khấu ở Miss Universe Việt Nam 2024. Em đang khiêu chiến với những điều chưa tốt ở bản thân của mình, và em lấy cái điều đó để làm cái ưu điểm của mình, để có thể cải thiện tốt hơn trong cái tương lai, với một cái niềm tin là bản thân em sẽ làm được. Và hiện tại em đã làm được một nửa là em đang ở đây. Em cảm ơn ạ. Bạn có cái đoạn kết khá là hay. Thì đây là một phần giới thiệu bản thân khá là ổn. Nếu như có một góp ý cho bạn một chút xíu thôi, Tuyền nghĩ rằng là bạn có thể bớt dông dài ở cái phần đầu tiên một chút xíu, thì mình sẽ thu gọn lại trở thành 2 hoặc 3 câu thôi, thay vì đang 4 hoặc 5 câu như hiện tại. Em thì là một cô gái. Xin chào, chưa biết nói gì hết, đang hơi bối rối. Cười, xin chào mọi người. Em xin được tự giới thiệu về bản thân mình. Ủa, đang giới thiệu về bản thân mà, đâu phải đang trả bài đâu. Chào chị và mọi người. Thực sự thì em là một cô gái đến từ một vùng quê nghèo. Điều đó khiến cho em lúc nào cũng phải nghĩ rằng là mình sẽ phải trở thành một người mạnh mẽ hơn và thành công hơn trong cái sự nghiệp của mình. Điều đó khiến cho em chọn cái ngành nghề là kiến trúc, theo học một cái ngành nghề về nghệ thuật. Thì mọi người thường hay nói rằng là em là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng mà thực chất bên trong em thì lại là một cô gái rất yếu đuối. Em chưa từng tiết lộ cho ai biết, và có lẽ là chỉ có mình em biết rằng mỗi khi ở một mình thì em đã phải trải qua những điều gì. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em được chia sẻ với mọi người. Cảm ơn em vì đã can đảm và chia sẻ với mọi người cái con người chân thành nhất của bản thân. Và hôm nay em cho mọi người thấy được sự mạnh mẽ, cũng cho mọi người thấy được cái tính nữ rất là dịu dàng ở em. Rất là tuyệt vời, cảm ơn em rất là nhiều. Và nhớ, đây chính là con người của em. Đó chính là một cô gái có xuất phát điểm, có rất nhiều những khó khăn và trắc trở, buộc phải mạnh mẽ. Nhưng đôi khi em cũng cần có một chút yếu đuối, một chút tính nữ của riêng mình. Nhớ cái điều đó, và nó sẽ là cái hành trình tiếp theo của em, không chỉ ở Miss Universe Việt Nam 2024, mà trân trọng trên tất cả mọi hành trình sau này. Sao xúc động thế? Dạ, em xin lỗi, bởi vì là thực sự là lần đầu tiên em chia sẻ thì em cũng có hơi xúc động một chút á, mong mọi người thông cảm. Chị cũng đang rất là xúc động, vì chị không nghĩ rằng là với những cái bài tập như thế này thì cũng đã phần nào có thể giúp được các bạn đến gần hơn một chút xíu nữa với bản thân của mình. Chị nghĩ rằng là Nga cũng đã phải có một cái thời gian rất là dài cho mọi người thấy cái sự mạnh mẽ, hùng hồn, quyết liệt của bản thân.
Nhưng đôi khi như chị nói đó, cái một chút yếu đuối, một chút nhẹ nhàng, một chút dịu dàng, nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi với em hơn, như cách mà em đã dũng cảm thể hiện nó ra ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người ạ. Tiêu chí của Miss Universe Việt Nam rất là khác rồi. Càng chân thành nhất, càng thật nhất với con người của mình. Các bạn có trải nghiệm như thế nào? Các bạn có niềm tin ra sao? Các bạn có suy nghĩ gì? Các bạn bộc lộ nó ra một cách tự nhiên nhất thì các bạn mới chạm đến được với giám khảo. Các bạn càng gồng, các bạn càng cố gắng nỗ lực để trở thành một người khác sẽ càng xa cách và không bao giờ các bạn trở nên tự nhiên được. Diễm My. Xin chào chị MC. Trời ơi, chấn động cái khúc này. Tuyền tao. Không, em không hỏi ai hết. Không phải. Là em là có biết chị từ trước rồi gì, em rất là ngưỡng mộ chị xong. Em xin chào chị MC. Trời ơi, sửng sốt. Em xin đánh chính lại cái đó, không phải là em nói. Đây là cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Là em phải đánh chính lại như thế nào? Chị đang mặc định em chính là người khen chị. Ủa, sao kỳ vậy? Hồi nãy bạn này vừa khen tôi mà tôi không chấp nhận, tôi cảm thấy bị tổn thương. Cái lời khen đó không phải là của em. Em khen chị là tên chị rất là hay. Em rất ấn tượng với tên chị là tên Tuyền Tăng. Vậy tại sao bạn không nhớ tên tôi? Trả lời, cái này là ứng khẩu nè. Thực sự là ngồi nghe các bạn trình bày về cái phần giới thiệu của các bạn thì thực sự là trong em cũng có sự run. Em run. Tại vì em không biết là ngồi đây mình trình bày thì phần trình bày của mình nó có sự khác biệt gì hơn so với những bạn khác. Lo lắng một chút. Cho nên em quên tên của chị. Dạ, quên trong vòng một giây thôi. Đó, thì mọi người phải nói câu đó. Vấn đề của Hảo là gì? Vấn đề của Hảo là gì nè? Dạ, thật ra lúc đó em quá run. Các bạn ở đây đều có những phần chia sẻ rất là chân thật. Mỗi bạn đều có những điểm sáng và nổi bật khiến cho em hoang mang và hồi hộp. Em không biết đến em sẽ thể hiện điều gì. Tự nhiên đang quá hay, tạo được sự đồng cảm rồi. Quên nhắc cái vế quan trọng. Dạ, đó là lý do em quên tên chị. Em phải nói được câu đó thì chị mới tha thứ cho em. Còn em chỉ đang nói rằng là dạ em run, em sợ, em hồi hộp. Cái xong chị mới đặt câu hỏi là ủa run hồi hộp sợ mất gì quên tên tôi. Em phải biết câu hỏi của chị là gì để em đi trả lời câu hỏi đó. Hiểu chưa? Đúng rồi, con bé này nó không có khen tôi, nó cứ khen tên tôi đẹp thôi nha. Hiểu nha, hiểu vấn đề nha. Nhớ câu hỏi. Nhớ câu hỏi mình nhận được và phải bằng mọi giá trả lời được câu hỏi đó. Mọi người lưu ý cái phần này rất quan trọng nha. Chúng ta còn rất ít thời gian với nhau, chưa có cơ hội để nói chuyện với tất cả những bạn còn lại. Nhưng mà bây giờ Tuyền xin phép được đứng lên để mình tóm gọn lại. Chúng ta có 3 bài tập mang về nhà gói ghém từ đây cho đến chung kết của Miss Universe Việt Nam 2024. Bài tập đầu tiên, bài tập xì. Bài tập tiếp theo, bài tập đếm số. Bài tập cuối cùng đó là bài tập số 8. Tập mỗi ngày chưa đến 10 phút của các bạn. Mỗi lần tập lấy một cuốn sổ tay ghi ra. Mỗi bài tập tập 3 lần cho Tuyền. Với ứng khẩu và thuyết trình, đây là hai hình thức mà các bạn sẽ sử dụng xuyên suốt tại Miss Universe Việt Nam. Điểm giống nhau mà tất cả chúng ta cần phải nhớ đó là đều phải xuất phát từ những suy nghĩ, trải nghiệm, niềm tin của tất cả các bạn. Trân trọng và luôn luôn nghĩ về việc rằng là chúng ta nói ra để chúng ta được lắng nghe và được có cơ hội để học và mở mang bản thân. Còn cái điểm khác biệt, ứng khẩu đó là khả năng trả lời nhanh trước những câu hỏi hoặc là tình huống bất ngờ. Còn với thuyết trình, nhớ kỹ một điều nhất thôi, chúng ta có thời gian chuẩn bị và phải biết chúng ta có bao nhiêu thời gian để trừ hao, ít nhất là từ 5 đến 7 giây. Và hãy dành thời gian vàng của cái phần thuyết trình đó để chuẩn chỉnh từ trang phục mà chúng ta mặc, từ cách mà chúng ta bước lên sân khấu, cách chúng ta điều chỉnh mic, lấy hơi bụng, nở một nụ cười và bắt đầu nói. Giữa ứng khẩu và thuyết trình, chúng ta có nguyên tắc ABC. Accurate, chính xác. B, brevity, đó chính là sự gãy gọn. Tiếp theo, chúng ta có C, đó là courtesy, phong thái, lịch sự, nhã nhặn. Và C cuối cùng, đó là clarity, cố gắng nói vừa phải, tròn vành, rõ chữ. Thì chúng ta đều sẽ đi đến được đích đến cuối cùng. Còn cái hành trình tiếp theo, sẽ còn gặp Tuyền và còn gặp chị Liêu Hà Trinh nữa. Tụi mình vẫn sẽ ở đây và trở thành những người đồng hành cùng với các bạn đi qua các cái bài kiểm tra tiếp theo. Các bạn nên nhớ một cái điều rất cần cuối cùng trước khi bước ra khỏi căn phòng này cùng với Tuyền Tăng. Hãy tin vào bản thân mình.
với những hành trình tiếp theo, chúng ta sẽ có cơ hội để được học nhiều hơn, tiến bộ nhiều hơn và tỏa sáng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhé. Ở mỗi tập The Speaking Tutor sẽ là những nền tảng kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để xây dựng, cải thiện khả năng nói chuyện của mỗi người trong nhiều bối cảnh khác nhau. Khả năng giao tiếp đóng vai trò then chốt trong việc định hình cá tính của mỗi người, tạo được ấn tượng đặc biệt với những người xung quanh. Nó không chỉ giúp chúng ta truyền đạt ý tưởng, cảm xúc và mong muốn một cách rõ ràng mà còn tạo ra sự kết nối với người khác. Giao tiếp hiệu quả giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt, giải quyết xung đột và thuyết phục người khác về quan điểm của mình. Hơn nữa, trong môi trường làm việc, kỹ năng giao tiếp là yếu tố quyết định sự thành công vì nó ảnh hưởng đến sự hợp tác và hiệu suất làm việc của nhóm. Tóm lại, khả năng giao tiếp không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là cầu nối dẫn đến sự phát triển cá nhân và sự nghiệp. Trong tập tiếp theo của The Speaking Tutor, các người đẹp Miss Universe Việt Nam 2024 và quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ đạo diễn, diễn viên Cathy Nguyên để cùng đến với lớp học phương pháp xây dựng năng lượng cá nhân, yếu tố quan trọng trong việc thu hút công chúng và nổi bật giữa đám đông. The Speaking Tutor được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube DST Entertainment và 21 giờ trên siêu ứng dụng giải trí Vion. The Speaking Tutor là một chương trình học thuật với định dạng truyền hình thực tế. Nhà sản xuất Dư Sĩ Tiến và DST Entertainment mong muốn chia sẻ quá trình các người đẹp Miss Universe Việt Nam 2024 xây dựng nhân vật, hoàn thiện câu chuyện cá nhân và trau dồi khả năng truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người. Đây là chuỗi phương pháp gợi ý để các người đẹp trẻ có mong muốn tham gia các cuộc thi sắc đẹp nói riêng và các bạn trẻ quan tâm đến việc cải thiện kỹ năng diễn ngôn, ứng xử có thể tham khảo từ những lớp học, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia nổi bật trong lĩnh vực này.